Hương Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Kính thưa quý vị, cuối tuần qua là cuối tuần đầu tiên sau Tết Nhâm Thìn nên không khí Tết vẫn còn đậm nét bằng nhiều sinh hoạt khác nhau. Trong cuối tuần trước Tết và kéo dài đến tuần này, làn sóng 57.3 dày đặc những chương trình và hình ảnh đặc biệt cho những ngày Tết dân tộc cổ truyền, tiếng trống múa lân, khói pháo, tiếng hát xuân tại các sinh hoạt hội chợ, họp mặt của các hội đoàn chùa chiền đã lần lượt gửi đến quý vị khán thính giả trong những ngày đầu năm. Đến cuối tuần qua, nhiều sinh hoạt đã diễn ra, đặc biệt Hội đồng đại diện cộng đồng đã triệu tập Đại hội khoáng đại thường niên đến buổi lễ thượng kỳ đầu năm Nhâm Thìn của các hội đoàn quân đội ra tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ do các hội đoàn quân đội tổ chức. Trước đó, đúng mùng 1 Tết Nhâm Thìn, tức là ngày 23 tháng Giêng năm 2012, Hội đồng đại diện cộng đồng cũng đã tổ chức lễ thượng kỳ đầu năm và lễ cúng tổ tiên diễn ra tại trụ sở cộng đồng. Trưa Chủ nhật 29 tháng Giêng năm 2012, các hội đoàn quân đội thuộc các quân binh chủng Hải lục Không quân và Cảnh sát quốc gia tại thành phố Houston đã ủy nhiệm Hội thủy quân lục chiến làm trưởng ban tổ chức lễ thượng kỳ tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Ban tổ chức cho biết buổi lễ thượng kỳ này là để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, các anh hùng liệt nữ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sau nghi thức rước toán quốc quân kỳ, chào cờ, quốc ca, phút mặc niệm là tiết mục văn nghệ mừng xuân. Đông đảo các vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dân biểu Huy Bụt Võ và đồng hương đã đến tham dự trong thời tiết nắng ráo rất đẹp của thành phố Houston. Kính thưa quý vị, trong không khí xuân Nhâm Thìn, Hội Ái Hữu Quảng Nam Đà Nẵng đã tổ chức tiệc tân niên mừng xuân Nhâm Thìn 2012, mà hàng năm, Hội Quảng Nam Đà Nẵng vẫn tổ chức họp mặt trong dịp năm mới để gìn giữ nét văn hóa đón Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, để cho đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng và thân hữu có dịp gặp gỡ thăm hỏi sức khỏe công việc làm ăn của nhau sau một năm dài làm việc vất vả và buổi họp mặt đã diễn ra tại nhà hàng Kim Sơn. Quảng Nam Đà Nẵng là vùng đất thuộc duyên hải miền Trung, có vị trí kinh tế chính trị quan trọng từ thời Việt Nam Cộng Hòa, với cảng Tiên Sa nổi tiếng, với sông Hàn chia đôi thành phố Đà Nẵng, với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Đặc biệt, con người Quảng Nam Đà Nẵng chân thật, thẳng thắn và giàu tình người. Quay lại buổi họp mặt tân niên, đông đảo những đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng và thân hữu đã đến tham dự. Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng là người Quảng Nam Đà Nẵng đã đến dự và có bài phát biểu. Nhân dịp này, Hội Quảng Nam Đà Nẵng đã phát hành đặc sản Đắc Ngũ Phụng Xuân Nhâm Thìn. Sau nghi thức chào cờ là phần niệm hương trước bàn thờ Tổ quốc, ban tổ chức đã phát biểu chào mừng quan khách và chúc Tết đồng hương. Các vị cao niên trong Hội Quảng Nam Đà Nẵng đã lì xì cho các em thiếu nhi nhân dịp năm mới. Và ngoài ra còn có bốc thăm trúng thưởng đầu năm kèm với một chương trình văn nghệ xuân. Tuy nhiên, các ca sĩ đã chọn nhiều bài hát của nhạc sĩ Nhật Ngân, một người đã sống và làm việc ở Đà Nẵng trong thời gian dài. Ông vừa mới qua đời vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Nhưng đặc biệt nhất là tiết mục hợp do những người con của vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng trình bày.
Kính thưa quý vị, Đại thắng Thăng Long Xuân Kỷ Dậu 1789 là một trong những vũ công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của tổ tiên ta. 35 ngày chuẩn bị trên đường hành quân dài khoảng hơn 500 cây số từ Phú Xuân đến Tam Điệp và 5 ngày đêm tiến công tiêu diệt trên một tuyến phòng ngự dài khoảng 90 cây số từ Giáng Khẩu đến Thăng Long. Quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung đã đạt mức kỷ lục về tính thần tốc trong hành quân, chuẩn bị và tiến công tiêu diệt quân Tàu. Đại thắng Thăng Long Xuân Kỷ Dậu 1789 là một trong những vũ công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm. Đó là chiến thắng tiêu biểu cho đỉnh cao của sự phát triển và thắng lợi của phong trào Tây Sơn, được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của nông dân kết hợp với sức mạnh yêu nước và đoàn kết của cả dân tộc. Đó là chiến thắng của quân đội Tây Sơn với quyết tâm và ý chí đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, nghĩa là đánh cho biết rằng nước Nam anh hùng đã có chủ. Trong tinh thần oai hùng đó, hội ái hữu Quang Trung Bình Định hàng năm cứ đến độ xuân về đều tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa và tưởng niệm vua Quang Trung, được tổ chức tại nhà hàng Phoenix Seafood với một chương trình đậm nét văn hóa Việt Nam, với phần tế lễ vua Quang Trung do ban tế Quang Trung đảm trách, cùng nhiều tiết mục mang nét xuân mới như chúc thọ quý cao niên và lì xì cho các em thiếu nhi, múa lân mừng xuân và phần văn nghệ, nhiều tiết mục được chuẩn bị tập luyện công phu. Bình thân cũng dễ, bình thân tạ lễ đại đế Quang Trung, cúc cung bái Kính thưa quý vị, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh của buổi triệu tập Đại hội Thường niên vào trưa Chủ nhật 29 tháng Giêng năm 2012 tại Trung tâm Sinh hoạt của Cộng đồng do Chủ tịch Cộng đồng Teresa Ngọc Hoàng triệu tập. Nội dung của đại hội bao gồm báo cáo sinh hoạt và tài chánh trong năm 2011, bầu chọn trưởng ban cho hai đại lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và Quốc hận 30 tháng 4, cũng như những đóng góp ý kiến của quý đồng hương để xây dựng cộng đồng. Thủ quỹ là bà Trương Khanh đã báo cáo thu chi tài chánh trong năm. Ông Đào Văn Thảo là Chủ tịch Hội đồng Giám sát đã xác nhận báo cáo tài chánh của Hội đồng Đại diện Cộng đồng là rõ ràng, minh bạch. Ông Phan Như Học, phụ tá điều hành, đã đưa ra 13 chương trình mà Cộng đồng đã và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm này. Ông Võ Đức Quang, Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh Chính trị tại thành phố Houston, đã báo cáo những sinh hoạt đấu tranh trong năm qua. Bà Anna báo cáo về tình hình huy động tài chính cho cộng đồng. Theo bà Anna, Ban vận động tài chính đã gửi nhiều thư kêu gọi đến từng nhà, nhưng số lượng đóng góp không nhiều. Phần lớn nguồn đóng góp do một số vị mạnh thường quân thường xuyên góp thầm lặng. Đại hội cũng đã kêu gọi đồng hương mở hầu bao đóng góp cho cộng đồng để duy trì trụ sở là tài sản chung của cộng đồng. Ông Nguyễn Tấn Chí báo cáo về tình hình tu chính bản nội quy. Ban chủ tọa đoàn đã quyết định vì nội dung đại hội khoáng đại thông báo không có phần bàn về tu chính nội quy, nên ban tu chính cứ tiếp tục soạn thảo và khi hoàn tất sẽ có đại hội để đồng hương quyết định. Luật sư Teresa Ngọc Hoàng đã tóm lược những sự kiện cộng đồng đã tổ chức và tham dự trong năm qua. Đặc biệt năm nay, cộng đồng Houston sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Cộng đồng Toàn Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Chủ nhật cuối tuần qua, 29 tháng Giêng, tại nhà hàng Sài Gòn Maxim đã diễn ra buổi giới thiệu tác phẩm văn hóa Tinh Hoa Đất Mẹ, Song Ngữ của Chính Phong Nguyễn Hoàng. Theo ban tổ chức cho biết, đây là một tác phẩm văn hóa văn học quý hiếm, gồm trên 1.000 trang song ngữ Việt Anh, gồm 3 tập viết về tục ngữ ca dao, thành ngữ dân ngôn, điển tích Việt Nam. Đây là thành quả nghiên cứu sưu tầm công phu trong nhiều năm của luật sư Nguyễn Thị Chính, bút danh Chính Phong Nguyễn Hoàng. Chương trình ra mắt sách được nhiều người am tường giới thiệu như ông Đàm Quang Hưng, Nguyễn Trần Quý, Nguyễn Ngọc Bảo, Nông Duy Trường.
Ngoài ra, cũng trong buổi giới thiệu tác phẩm văn hóa văn học này, tuyển tập Bàn Ngang Tán Dọc gồm nhiều bài viết có tính phím luận nghiêm túc đã được đăng tải trên tạp chí chuyên đề Luật pháp và đời sống cũng đã được giới thiệu đến quý độc giả đồng hương. Đông đảo đồng hương các văn nghệ sĩ, những người yêu sách và văn học đã đến tham dự. Kính thưa quý vị, để kết thúc phần tin cộng đồng hôm nay là những hình ảnh của buổi hội chợ được gọi là Houston Liberty Festival Concert diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng Giêng năm 2012 tại công viên George Bush. Đây là hoạt động thường niên và năm nay là lần thứ 5, có bán vé vào cửa. Và đây là sinh hoạt đem lại những lợi ích cho những người quân nhân Hoa Kỳ, chẳng hạn như gây quỹ để xây dựng những ngôi nhà đặc biệt phù hợp cho những quân nhân bị thương nặng hoặc bị tàn phế để bù đắp phần nào những mất mát hy sinh của họ. Chương trình có nhiều phần diễn ra trong 3 ngày như triển lãm về hình ảnh các cuộc chiến, trong đó có cuộc chiến Việt Nam, thuyết trình văn nghệ ca nhạc với những ca sĩ nổi tiếng trình diễn đã thu hút số lượng đông đảo người Mỹ bản xứ đến tham dự. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Hưng Yên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những phần tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày an vui.